Xin chào các bạn đã đến với số thứ 2 của series tư vấn hai con ngày hôm nay. Trong số lần trước thì mình và Hoàng đã có một vài cái tư vấn nho nhỏ để giúp các bạn dễ dàng đưa ra sự lựa chọn phù hợp dành cho CPU của mình. Và trong số ngày hôm nay thì chúng mình quyết định là sẽ chọn một cái linh kiện khác quan trọng không kém CPU. Đó là GPU. Đúng rồi. Hay là cách khác là tên Việt Nam chúng ta hay gọi là Vega đấy anh em ạ. Thì gọi là cao màn hình. Cáp màn hình, vâng. Thì tại sao bây giờ lại là cái lựa chọn là cáp màn hình? Bởi vì vào tháng 5 bây giờ đúng không? Vào tháng 6 này đúng không? Và đầu tháng 6 thì bây giờ là chiếc cáp màn hình, những chiếc cáp màn hình chúng ta đã rẻ đi khá là nhiều rồi. Đấy. Rất là đã rẻ đi trong khoảng vài tháng gần đây rồi, vâng. Và nhiều anh em có thể sở hữu cho mình nhiều cái mẫu càng hơn. Đó, thế. Cho nên là hôm nay chúng mình làm một video để tư vấn cho anh em lựa chọn chiếc cáp màn hình nào phù hợp nhất với cả cái gọi là nhu cầu của anh em này, mức tiền của anh em nào. Và chúng mình sẽ không, tất nhiên rồi, tại vì chúng mình cảm thấy rằng là bây giờ mà chia theo từng tầm giá ấy, nó sẽ khó hơn đúng không chị nhỉ? Thế nên là chúng mình sẽ lựa chọn là 15 chiếc cáp màn hình, top 5 chiếc cáp màn hình đáng nhất và top 5 chiếc cáp màn hình không đáng mua nhất trong thời điểm hiện tại. Và hãy cùng bắt đầu rồi nhá. Đầu tiên mình sẽ đặt vị trí đó chính là chiếc 3070. Có nghĩa là chiếc này là em là vị trí top 1 trong lòng em luôn đúng không? Vâng, top 1 trong lòng em luôn. Hiện tại cũng đang sở hữu một cái nữa. Nhưng mà cái chính không phải là về tại vì em sở hữu mà em kiểu ưu tiên nó đâu, mà đơn giản là vì trong thời điểm hiện tại thì mức giá của nó đã quá là tốt rồi. Nó khởi điểm ở mức khoảng tầm 17 triệu cho mức hiệu năng của một chiếc cảm mình có thể chơi được 2K ở mức high setting này hoặc là 4K ở mức low. Đấy. Thì ví dụ như là trong cạc đấy thì chị cũng được sử dụng qua, đỡ được gọi là lắp và test với một vài bộ máy rồi thì chị thấy thế nào? Thì trước đây chị cũng đã có cơ hội để có thể là gọi là lắp đặt một vài cái bộ máy mà có sở hữu cảm hình 3070 này. Nhưng mà tuy nhiên cái thời điểm mà mình lắp thì nó có mức giá hơn 25 triệu. 25, vâng. Thì nó khá là cao và cái hiệu năng trên mức giá của nó chưa ổn. Nhưng mà hiện tại thì như Hoàng nói là mức giá của nó đã giảm xuống còn tầm 17 triệu thôi. Đúng. Thì nó đã ổn hơn rất nhiều và với cái mức giá như vậy thì các bạn có thể sở hữu lắp đặt trong một cái bộ máy khoảng cỡ là gần 40 triệu. Thì nó cũng đã, thế nào cũng là cận cao cấp rồi và một bộ máy khoảng trung cấp rồi. Thế thì với trải nghiệm mà một bộ máy như vậy các bạn có thể chơi được 2K thậm chí là 4K, hy sinh một chút về mức setting thì mình thấy con này rất là ổn. Nói chung là cạc chỉ ổn khi mà giá nó về đúng như những gì mà nó cho chúng ta đúng không? Và nếu mà để nói thì con cạc này hiện tại đang mức giá khoảng tầm 110% so với cả cái mức giá ban đầu ra mắt. Đó, tại vì là mức giá ban đầu là rơi khoảng tầm 15 triệu gì đấy thì bây giờ nó là 17 triệu, tức là khoảng tầm 110-120% gì đấy, tức là cũng khá là ok. Tiếp theo nữa đó chính là những chiếc cạc cực kỳ là vui vẻ, cực kỳ là tuyệt vời cho những ai mà chơi bộ PC khoảng tầm thấp, vui vẻ. Tầm trung, cận trung và tầm gọi là tỉnh chóp của thấp ấy. Chắc là 10 tức là một bộ máy khoảng tầm 20 triệu ấy, một bộ máy 20 triệu. Vâng, một bộ máy khoảng tầm 20 triệu ấy. 20 triệu luôn. Anh em sẽ nghĩ rằng là đây giờ có thể là vị trí của chiếc hoặc là 3050 hoặc là 2060. Nhưng mà em lại trao cái gọi là cái danh này cho đó chính là chiếc 1660 Super hoặc là Ti. Tại sao lại như vậy? Tại vì đơn giản là hiện tại cái mức giá của nó là quá là tốt. Và chiếc cạc 1660 ấy, nó 1660 Super nhá. Thời khởi điểm của nó, một fan phiên bản Phoenix, Asus Phoenix là khoảng tầm 7 triệu 4 và chiếc cạc 30 và cao hơn một chiếc khoảng tầm 400 thôi là sẽ có một chiếc top gaming và có hai fan rồi. Đấy là tức là cũng khoảng tầm dưới 8 triệu là đã được một con cạc tuyệt vời như thế. Và đặc biệt hơn nhá, cái con cạc đấy nó chỉ yếu hơn 3050 khoảng tầm 5-10%, chưa đến 10% thôi. Ủa nó xem sale như vậy luôn hả? Trong khi bây giờ 3050 mặc dù là cũng có giảm rồi nhưng mà chị thấy cũng tầm khoảng 10-11 triệu mà. Vâng, có những phiên bản thấp nhất tức là phiên bản kiểu của chính trong mấy hãng chính trong ấy thì tèo họ nhất. Là tèo ấy, hãng mấy hãng tèo ấy thì là khoảng tầm 8-9 triệu, khoảng tầm 9 triệu rồi đấy. Mà con kia thì có 7 triệu hơn, tại sao lại không mua này đúng không ạ? Đấy. Trong khi hãng đấy nó cũng chưa chắc là một hãng đã đảm bảo. Vâng, đúng rồi. Đấy, hoặc và nếu mà anh em cũng muốn một cái trải nghiệm cao hơn 3050 một tí thì là 2060. Nói chung là nếu mà bây giờ mua cạc 3050 thì Hoàng sẽ khuyên các bạn là đừng mua, mà hãy mua một là thấp tiền hơn một tí là khoảng 1660 Super hoặc là 1660 Ti. Còn ngang tiền thì là 2060. Ngang tiền 2060. Lúc nào Hoàng cũng recommend con 2060 hết. Đó thì đó nó sẽ phù hợp với những cái bộ PC khoảng cỡ là trên rẻ đến tiệm cận đến tầm trung đúng không? Khoảng 20 triệu kết hợp với cả một chiếc CPU i3 thế hệ 12 này tầm 16GB mà ổ cứng tầm gì đấy là sẽ được một bộ máy khoảng tầm 20-22 triệu 23 triệu gì đấy. Chơi rất là ổn và làm việc cũng rất là ổn luôn, bởi vì có hỗ trợ của NVENC này, hỗ trợ của CUDA Core này ở trong những chiếc cạc NVIDIA của chúng ta. Tất nhiên là tại vì là 3050 thì sẽ có những cái công nghệ mới hơn, có ray tracing mới này, có cái DLSS mới này, có vân những thứ mới thì nó sẽ hỗ trợ ở những cái tác vụ đặc biệt, nhưng mà nó phải là đặc biệt cơ, tức là phải thực sự cần thì mới nên mua con cạc đấy. Còn nếu mà nhu cầu phổ thông chơi game thì chúng ta vẫn lựa chọn hai con kia, nó sẽ tối ưu hơn về giá cũng như là về hiệu năng. Bởi vì 5 với 10% nó
cho ra cái lượng chênh lệch FPS nó không quá đáng kể đâu. Đó, cho nên các bạn cân nhắc điều đấy nhá. Vậy thì còn top 3 của chúng ta ngày hôm nay, Phương sẽ nói đến đội đỏ. Đội đỏ, đúng rồi. Đội đỏ. Là chắc chắn đội đỏ cũng sẽ có mặt ở trong danh sách ngày hôm nay rồi. Vậy thì chúng ta sẽ nói đến một con card đó là 6600 của AMD. Vâng, đấy thì chị Phương cũng đã nghe danh của chiếc 6600 rồi đấy. Chúng ta cũng lắp trong một vài bộ livestream đấy. Chị thấy cái card này nó giá khá là rẻ nhá. Giá tiệm cận với cả con 3000, tức là nó chỉ cao con 3000 khoảng tầm nửa triệu thôi. Bây giờ là chỉ cao khoảng tầm 1 triệu. Đấy, mà hiệu năng của nó lại cao hơn khoảng tầm 10, yếu hơn 3060 có 10% thôi. Đấy, tức là tiệm cái mức hiệu năng. Tại sao so sánh với giá 3060 mà lại? Ừ thì tại vì là con đấy rất là tốt, cái mức hiệu năng của nó gần với cả 3060 hơn mà nó lại giá rẻ bằng 3060. 6600 nó sẽ nằm ngay giữa con 3060 và con 3060. Nói chung nó ở giữa cả về hiệu năng và mức giá nó rất là tối ưu đúng không? Con kia thì hơi bị thừa về cái phần tiền một tí chẳng hạn, con này thì hơi bị thừa một phần hiệu năng một xí vừa cả. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái sự lựa chọn ở giữa. Ngon về tiền, ngon về hiệu năng, đó chính là 6600. Và nếu mà anh em nào mà chỉ chơi game thôi thì các AMD card của đội đỏ là một con cực kỳ tuyệt vời. Thì bởi vì là cái những cái chiếc card đấy nó lại không có những cái hỗ trợ mạnh mẽ như là của các Nvidia. Nhưng mà nếu mà để chơi game thì nó vẫn rất là tốt, và đặc biệt là nó có một cái công nghệ mới mà đó chính là FSR, là khiến cho anh em có thể chơi ở độ phân giải. Mặc dù là nhá, game đang chạy ở Full HD nhưng mà xuất trình vẫn ra khoảng tầm 2K, 4K mà cái gọi là cái độ gọi là độ sụt giảm về cái không, cái độ sụt giảm về độ đẹp ấy nó không quá là nhiều. Đấy, đó là sao mà chiếc card 6600 lại nằm ở top 3 như thế. Và tiếp tục sẽ là top 4. Top thứ 4, số 4 đây nữa. Thì đây là một chiếc card high end dành cho những bộ máy high end, đó chính là chiếc 3080. Tại sao lại chọn tầm giá phải 50 triệu trở lên thì mới sở hữu được con này nhỉ? Vâng, bộ máy khoảng tầm trên 50 triệu một chút. Tại vì chiếc card hiện tại đúng không là rơi khoảng tầm 20, 25, 26 triệu. Đã có một chiếc top gaming phiên bản V2 OC, phiên bản thường thôi, là rất là ngon rồi. Tức là phiên bản đấy là sẽ giúp cho anh em có thể chơi game thoải mái. Mà card của Tough nhá, nó cũng có một cái bộ VRM cộng với cả một hộ thiết nhiệt cũng rất là ngon. Và đúng là con 3080 này thì hiện tại mức giá của em nó đã ổn hơn rất là nhiều rồi. Như Hoàng nói thì khoảng cỡ 25-26 triệu thôi. Trong khi đó thì nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu chơi game ở độ phân giải lên đến là 4K. Đúng rồi. Thì có thể đáp ứng được những người có cái nhu cầu gọi là cao cấp hơn một xíu. Đấy, đưa ra một cái hình ảnh các thứ với chất lượng nét căng càng luôn. Nét căng cắc đấy. Và tại, nhưng mà tất nhiên tại sao nó lại ở vị trí top 4? Tại vì nếu mà so sánh với cả chiếc card tốt nhất mà em recommend ấy là chiếc 3070 ấy, hiện tại nó 17 triệu mà cái con 3080 kia cách con 3070 là khoảng tầm 30% hiệu năng đúng không? Nhưng mà chúng ta đấy, mất gần 10 triệu. Mất gần 10 triệu. Đấy, tăng lên khoảng tầm 10 triệu. Thế nên là tất nhiên đấy tại sao mà nó không phải là con top 1 nhưng mà nó vẫn có ở vị trí top 4, tại vì nó là một con card mà cực kỳ là mạnh mẽ trong thời điểm hiện tại luôn. Và vị trí thứ 5, một chiếc card cực kỳ là tuyệt vời cho những anh em nào mà thuộc hệ chơi budget, tức là những người chơi hệ giá rẻ, đó chính là chiếc 6400 vừa mới ra mắt của AMD. Vừa ra mắt cách đây khoảng tầm có vài tuần thôi, nên là cũng nói chung cũng gần một tháng. Chiếc card đấy là một chiếc card có mức giá rất là thấp, thời điểm của nó là chỉ có 4 triệu rưỡi cho một chiếc card. Thật đấy, hả? Vâng, trong khi những chiếc card như là mà hiệu năng của nó. Ủa, thế con đấy có thể lắp được luôn cho những cái bộ PC khoảng 10 triệu. 10 triệu, đúng rồi. Thế thì so với con 1050 Ti thì nó mạnh hơn. Hiệu năng của nó ngang bằng với cả 1650. Wow, đáng giá quá. Đáng giá không? Đáng giá không? Hợp lý không? Đấy. Và đấy là sao mà tại sao mà cái con card đấy nó lại còn là thuộc loại nhỏ nữa, mini nữa. Thế nên là có thể cắm vào những cái bộ máy HTPC hoặc là những cái bộ máy văn phòng mà mỏng mỏng ấy, chị biết những bộ máy đâu. Cắm bộ phát thì là anh có thể chơi game được luôn. Hợp lý vô cùng. Có thể lấy được một cái giải pháp tối ưu dành cho những bạn mà có những cái bộ máy trong văn phòng mà vẫn muốn là nó mạnh mẽ hơn một xíu, hoặc là thỉnh thoảng giải trí một tí nhờ. Đấy, cái hiệu năng của con đấy sẽ nằm giữa của 1050 Ti và 1650, trong khi nó rẻ hơn 1650 từ 1 triệu tới 1 triệu rưỡi. Thế thì sau này nếu mà lắp bộ PC 10 triệu thì mình đã có thêm một cái option nữa. Đúng rồi, một cái option nữa cho các bạn. Ví dụ đội xanh thì sẽ là 1050 Ti, còn đội đỏ thì sẽ là 6400 chẳng hạn. Đúng, đó. Đúng, đúng. Đấy. Và tiếp tục nữa, mình đã nói ở đây là tổng cộng là 5 con card hợp lý với giá tiền, vô cùng là đáng mua trong thời điểm hiện tại. Nhưng mà liệu rằng những con không đáng mua là những con nào? Hãy cùng bắt đầu với vị trí đầu tiên nhé. Một trong những chiếc cực kỳ không đáng mua nhất đó chính là chiếc ngang hàng với cả vừa nói xong đúng không? Đúng rồi, một chiếc chúng ta vừa nói ngang hàng với cả 6400, tại vì là đó là chiếc 1050 Ti và 1650. Trong thời điểm hiện tại thì chiếc card đấy nó quá là cũ rồi, ra mắt được khá là lâu rồi, trong khi mức giá của nó vẫn rất là cao. Chiếc card 1050 Ti thì khởi điểm khoảng tầm 5 triệu hơn một chút, và 1650 thì khởi điểm khoảng tầm 6 triệu 399 nghìn.
Đấy, và điều đó sẽ khiến cho nó không đáng tiền khi mà nó khi mà chiếc 6400 đã rất là tốt rồi. Chị thấy không? Đúng rồi, tại thời điểm hiện tại nó không đáng tiền là bởi vì đã có AMD đã cho ra mắt con 6400, bởi vì mức giá của con đấy ổn hơn mà hiệu năng của nó cũng có thể đáp ứng được trong cái bộ máy mà mình có thể lựa chọn lắp một trong hai con này. Và cái điểm khác biệt nữa đó là bởi vì con này mới ra mắt, còn hai con kia thì đã ra mắt một thời gian rồi. Lâu đấy, đó chính là cái điểm chắc là hiệu năng thì nó không chênh quá nhiều đâu, mà chính là cái thời điểm cái mà cái số tuổi thọ. Đúng rồi, cái tuổi thọ của nó trẻ hơn, tức là nó sẽ được hỗ trợ về lâu, về dài hơn. Nó có nhiều công nghệ mới hơn đấy cho mọi người. Nhiều công nghệ mới hơn, những cái thứ FSR, các thứ kiểu những cái gì mới toanh nhất của AMD thì họ đã đưa trong này. Đấy. Còn trẻ thì còn khỏe mà. Đúng rồi, trẻ thì khỏe. Rồi, và tiếp theo nữa ở vị trí thứ hai đó chính là những chiếc cạc cực kỳ là rẻ. Bây giờ em hỏi chị nhá, chị nếu mà nói những chiếc cạc khoảng tầm 1-2 triệu thì chị nghĩ tới những con cạc gì? Ủa, kể con cạc kiểu dưới đời 1000 series hả? Không, có những con cạc dưới đời 1000 mà. Kiểu 7-30 các thứ. 1030 này, hoặc là RX 5500 này, những 550 nhầm, 5500. Cái con đấy thực sự luôn là mình không nhìn thấy nhiều ở trên những cái kiểu gọi là ví dụ như là các kênh review hay gì đấy, không có nhiều đâu nhá, chỉ có là những cái kênh trao đổi hàng cũ. Thật luôn, những cái group trao đổi hàng cũ thì mình mới thấy xuất hiện những cái con đấy, chứ thực sự là mình chưa bao giờ nhìn thấy con đấy ở trong cái gọi là tầm mắt của mình, bộ máy gaming PC. Đúng, thực sự là chưa được chiêm ngưỡng tận mắt con đấy bao giờ, chỉ nghe qua thôi. Đơn giản tại vì mặc dù cái mức giá của nó nghe có vẻ rất là hấp dẫn, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu đúng không? Nghe rất hấp dẫn, nhưng mà cái mức hiệu năng mà nó lại cực kỳ là tệ so với cái mức giá tiền của nó. Tại vì nó quá cũ rồi ý. Nó cũ này, và mức giá bị nó bị quá là đẩy, quá là cao do những nhà sản xuất, những nhà phân phối. Đấy, khiến cho cái mức giá của nó, mức hiệu năng trên giá tiền ấy nó không hề tốt một chút nào. Tại vì cái cơn sốt còi, thế nên là nhiều người không có cạc mà mua thì họ phải quay lại họ mua những cái con cạc cũ như vậy, đời thấp cấp như vậy, và chính vì như thế là tạo nên một cái sự kiểu thu hút khiến cho cái con cạc mới bị đẩy cao lên, giá cao lên, và hiện tại thì nó không hề đáng một chút nào cả. Đấy. Tất nhiên là nó không đáng không có nghĩa là anh em không nên mua hay gì cả, tại vì những chiếc cạc như thế là cái mục đích ban đầu của nó ấy là mục đích là chỉ để cắm vào những cái vỏ cây, những cái bộ main, những cái bộ máy tính mà nó không có output màn hình ấy, như những chiếc cạc, những CPU của AMD ấy, đấy là không có màn hình, đúng không, thì phải cắn những chiếc cạc đấy vào để có thể xuất màn hình được, hình. Đấy, thì những cái máy, những cái con cạc này cực kỳ phù hợp với những cái nhu cầu như vậy. Còn để chơi game á, thôi nó sẽ phù hợp, nếu như mà giá tiền nó rẻ hơn em, đúng rồi, khoảng tầm 1 triệu đi, dưới 1 triệu đi thì ok. Chứ nếu nó vẫn đắt thì người ta cũng không có nhu cầu đấy đâu, người ta nâng cấp luôn cả bộ máy cho đỡ phí, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ứng cử viên thứ 3 trong gọi là cái danh sách top 5 cạc không đáng mua nhất, và con này cũng sẽ đến từ AMD. Nó sẽ là con này Hoàng khẳng nhắc khá là nhiều trong các livestream rồi đấy. Đó là RX 6500XT. Thường là Hoàng kêu là con này nó quá là đắt, đúng không? Nó quá là đắt so với những cái gì mà nó có thể mang lại ấy. Tức là công nhận là trong cái lúc mà nó mới ra ấy thì nó rất là đắt. Nó khoảng tầm 8 triệu và hiệu năng của nó chỉ bằng 1650. Đấy, mà đặc biệt là nó bị nghẽn lại rất nhiều. Không quá là nhiều đâu, bị nghẽn lại khoảng tầm 10% rồi đấy, khi mà dùng với cả một chiếc mainboard PCIe 3.0. Đấy, chị và em đã làm trong một buổi livestream đấy. Đúng. So sánh với hai con đấy, và hai con đấy thì gần như là bằng nhau khi mà dùng một con mainboard như thế. Thỉnh thoảng em còn thua. Đấy, thỉnh thoảng như là thua. Nói chung là có lúc thua có lúc thắng. Em sẽ coi nó như là nó là bằng nhau khi mà chạy 3.0. Thế mà trong khi 6400 cũng bằng với cả 1650 thì tại sao lại phải mua chiếc 6500XT làm gì? Thế đây có phải một cú tự vả của em đi không? Em cảm thấy rằng là cái chiếc 64 ấy nó sẽ có là 7 cái số shader unit của nó là 768, thì mình nhớ thế. Đấy, còn chiếc 6500XT thì là 1030 mấy rồi đấy. Nhưng mà nó lại bị giới hạn bởi PCIe. Đấy. Có lẽ phải là 4.0 mới được hả? Vâng, phải 4.0 thì nó mới mắc được setting của nó, và nó sẽ cao hơn, tức là nó sẽ gần với cả 1650 Super thì lúc đấy nó mới đáng. Ủa, thế thì bây giờ giải pháp của chúng ta chỉ là cần mua một chiếc mainboard có PCIe 4.0. Thế bây giờ lại phải nâng cấp cả bộ, đúng không? Ủa, thế bây giờ nhỡ trên người ta đang có sẵn con mainboard đấy thì sao? À, thì vấn đề là bây giờ là cái hướng dẫn này ấy, là em đang ý chỉ là cho tất cả mọi người đa số mọi người ấy. Mà ấy, tại vì con cạc này thì hiện tại mức giá của nó bằng với cả một chiếc 1650, tức là khoảng tầm 6.3 triệu, 6.3 triệu đấy. Mà trong khi chiếc cạc kia chỉ thấp hơn khoảng tầm 10% về hiệu năng, mà trong khi nó lại cũng bằng 1650, tức là mà mức giá của nó lại thấp hơn khoảng tầm 1.5 triệu. Chị chọn cái nào? Ok, hiểu. Đây bây giờ nhá, hãy suy nghĩ theo một cách như này là thà chọn thấp hẳn đi nhưng mà vẫn đủ dùng, để sau này mình nâng cấp một cái cao hơn hẳn đi. Cho đỡ phí à? Đúng rồi, cho đỡ phí, đúng rồi. Thay vì là mua một con kiểu nửa, đúng rồi. Đấy.
Đấy là sao mà mình nghĩ rằng chiếc 6500 XT nằm ở vị trí như vậy. Nói chung là đã ghét rồi, là lý do gì thì cũng ghét thôi mọi người. Nói chung là cái sự, đương nhiên là cái sự tổng hợp này nó sẽ mang tính cá nhân rồi. Nó sẽ không phải là một cái gì, bọn mình sẽ theo những cái quy chuẩn riêng của cá nhân bọn mình thôi, chứ không phải là một cái tiêu chuẩn gì chung của cả thế giới hay như thế nào đấy, đúng không? Rõ ràng mỗi người sẽ có những cái... Bản thân mình cảm thấy nó là như thế. Và nó rồi. cái lựa chọn này nó cũng hơi có một chút về... em không ghét được. Cái hôm đấy là em đang muốn nó thắng đấy, nhưng mà nó không thắng. Cái hôm thế nên là em thất vọng đúng không? Em thất vọng rồi đó. Vâng. Thế nên là em đã ghim rồi. Rồi chúng ta sẽ đến với top 4 của chúng ta. Ui, top 4 mọi người biết gì không? Nó là một con cảng mà phải gọi là trừ con TI ra thì nó là gọi là một đánh giá là mạnh nhất hiện nay, mạnh nhất trên thế giới, đó là con 3090 mọi người ạ. Hoàng đánh giá luôn thẳng là nó không đáng mua. Tại sao không đáng mua? Đơn giản là nhá. Đặc biệt là gaming. Đặc biệt là gaming. Tại sao? 3080 Ti hiệu năng thua con này 2%. 2%. Và gần như là không thua. Và để mua được con 3090 thì phải trả thêm 10 triệu nữa. Thế thì một câu hỏi là con 3090 ra Ti ra ấy, thì nó lại đáng hơn, tại vì là nó lại là một cái khoảng cách tầm 10% nữa. Tức là tất nhiên là cái tầm giá của nó thì nó không phải là một con cạc đáng tiền rồi, tức là hiệu năng trên mức giá của nó không đáng tiền rồi. Nhưng mà đỡ hơn con này. Đỡ hơn tại vì em thấy nhiều mẫu 3090 Ti bằng giá với 3090. Đấy. Mà trong khi 3080 Ti thì hiệu năng chơi game bằng với cả 3090. Cái thứ duy nhất mà 3090 có hơn 3080 Ti là VRAM, có 24GB VRAM. Cái đấy thì rất là phù hợp để cho những ai mà làm edit hoặc là làm kiểu làm edit mạnh nặng ấy, ví dụ như là 8 những cái 8K này, 12K này, 3D rất là nặng nề này thì mới cần con card như thế. Còn nếu không chơi game 3080 Ti. Nice luôn. Đó. Hoặc nếu như các bạn nhiều tiền quá, các bạn kiểu budget của bộ máy các bạn quá cao mà 3080 Ti nó lại bị cho các bạn thừa tiền ấy, thì thôi các bạn mua 3090 cũng được Ti. Mà. Không, mua hẳn Ti đi. Mua 3090 Ti cũng được. Được chưa? Ok. Và... đến với top cuối cùng nào. Con cạc cuối cùng. Con này quen ta. Đây là 2060 Super và hai con cạc mình để ở vị trí cuối cùng, đó chính là chiếc 2060 Super và chiếc 6700 XT. Tại sao? Thì vì đơn giản là tất nhiên là kiểu hai con cạc đấy hiệu năng sử dụng nó vẫn là ok. Đây nhá, 2060 vẫn có thể chơi ra được. Con nào thì nó vẫn là hiệu năng ok đúng không? Đấy, đúng rồi. Chỉ là nó không đáng mua. Có mấy con ở top đầu của mình ấy là hiệu năng không đáng, hiệu năng thực sự là không đáng. Còn cái con những con top dưới này, hiệu năng vẫn rất là ok nhưng mà giá của nó không phù hợp trong thời điểm hiện tại, không phù hợp cho anh em đi vào bộ máy của chính mình. Đấy, 2060 bây giờ giá cao bằng với cả gần như cận ở nằm giữa 3060 và 3060 Ti. Thế thì chúng ta nên mua 2060 thường thôi. Đúng rồi, nên mua 2060 thường thôi hoặc mua từ 3060 đi. Đúng. Đấy, còn chiếc 30 RX 6700 XT ấy, cái mức giá của nó bằng với cái 3070 trong khi hiệu năng của nó chỉ cao hơn 3060 một tí thôi. Nhầm 3060 Ti một chi. Đấy. Tự nhiên nói 6700 thì chị nhớ đến con 5700 chứ. 5700 đấy là con cảm hình rồi. À nhà con CPU rồi. Tại vì trước chị đã từng lắp một con CPU của 5700X. À chứ là không liên quan tí sau với mọi người. Ok. Và để tổng kết lại ngày hôm nay thì chúng mình đã mang đến cho các bạn là 5 chiếc cạc đáng mua nhất và 5 chiếc cạc không đáng mua nhất trong thời điểm hiện tại. Thì nhắc lại một xíu cho mọi người nhớ, với 5 con đáng mua nhất thì chúng ta có top 1 đó là 3070, có hiệu năng trên mức giá ổn nhất đúng không? Ổn nhất. Thì the best luôn. Đấy, rồi ví dụ như những bộ máy rẻ thì các bạn có thể tham khảo ví dụ như 6400 mới ra mắt của AMD. Đúng. Hoặc là cao hơn một xíu thì có 1660 1660 Super, Super hoặc 1660 Ti. Hoặc là nếu mà có thêm tí một đồng tiền nữa thôi thì là sẽ là 2060. Còn nếu mà muốn một cái mức giá vẫn gọi là cao hơn khoảng tầm 1 triệu 2 triệu cho bộ máy ấy, mà vẫn muốn một cái hiệu năng cao cấp, khá là cao cấp thì đó chính là chiếc 6600. Và cao cấp hơn hẳn, tức là dòng cao cấp ấy, dòng cao cấp tối thượng ấy thì nó là 3080. Đấy là đó. Những chiếc cạc mình khuyên rằng nên mua trong thời điểm hiện tại. Mức giá trên hiệu năng trên giá tiền của nó tốt. Và những chiếc cạc thì có thể gọi là những chiếc cạc chống cháy thì cũng hiệu năng rất là tuyệt vời. Còn những cái con mà không đáng mua ấy thì chúng ta sẽ có thứ nhất là những cái con cạc đời quá cũ rồi. Ví dụ như là kiểu 730 rồi là 1030 RX 550. Tại vì nó quá cũ rồi và hiện tại AMD cũng đã cho ra mắt 6400 trong cái tầm cạc giá rẻ và các bạn có thể thay thế tầm bằng 4,5 triệu. Đấy, thay thế bằng cái sản phẩm đấy. Và tiếp theo nữa đó là con 1000 0050 Ti hoặc là 1650. Bởi vì so sánh cùng với cả cái 6400. Con thì nó lại không có hiệu năng tốt, tức là mức giá nó không tốt bằng cái con đấy. Và trong khi mức tiền của con 6400 thì lại rất là ổn áp. Thế nên là không nên mua những cạc nữa, nên chọn cạc 6400. Và một chiếc cạc nữa là cạc mũ chiếc cạc cao cấp luôn đi, là chiếc 3090, tại vì là 3080 Ti thì nó cũng nói chung con này là giá quá đắt so với những gì nó có thể mang lại. Các bạn trong hiểu khi con khác có thể gọi là ngang hàng với con đấy mà giá lại còn rẻ hơn 10 triệu. Và có những cái con kiểu hiệu năng nó cũng ổn thôi, tập hợp thôi mà.
tóm tắt thôi mà. Hoàng nó lại nói kỹ quá. Các bạn tua lại đoạn trước video để biết điều đấy nhá. Còn hai cái con nữa không nên mua nữa nhỉ. Chỉ mặt đặt tên đó con RX6500XT. Không, 6500XT. Rồi, và hoặc là con là 2060 Super hoặc là 6700XT. Đó, ba con đấy thì cũng không đáng mua trong thời điểm hiện tại nhá. Bởi vì chúng ta có những sự lựa chọn khác tốt hơn trong tầm giá đấy hoặc là trong tầm hiệu năng đấy thì chúng ta nên lựa chọn khôn ngoan. Đó. Và nếu như các bạn mà muốn build một bộ PC nào đấy thì các bạn có thể liên hệ với bộ phận kinh doanh của mình hoặc là đơn giản là có thể truy cập vào hacom.vn. Hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với MC thì mình thấy là Hoàng cũng được rất là nhiều bạn hỏi. Mình thì toàn được bạn mình hỏi thôi. Còn Hoàng là hay được là các bạn viewer hỏi rất là nhiều, những người lạ hỏi rất là nhiều về cái khả năng build máy, thì các bạn có thể tham khảo điều đấy. Và hy vọng là trong video ngày hôm nay thì đã có thể đem lại những kiến thức cho anh em, đã có thể giúp cho anh em có thể đưa ra những quyết định tuyệt vời hơn nhất. Đúng vời nhất cho những con cạc của mình. Dạ. Cho bộ máy của mình. Và nếu mà anh em muốn chờ thủ nữa đúng không? Thì ok, sắp tới sẽ có những con CPU mới của AMD này, những chiếc cạc mới của Intel và của Nvidia này. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ lại có một mùa công nghệ tuyệt vời, ba cháy hơn nữa. Và xin chào, hẹn gặp anh em tại một video tiếp theo nhá. Bye bye.